Hello everybody, how are you? Ok, chào mừng quay trở lại kênh của mình nha. Hôm qua mình có test liên quân trên con Samsung Galaxy A30. Thì hôm nay mình tiện đây mình test luôn Free Fire cho các bạn trải nghiệm trên con này nha. Thì con Samsung A30 này mình có chơi liên quân Free Fire cũng chơi liên quân cũng như là búp rồi. Hôm nay còn Free Fire thôi, là mình chưa test thôi, mình sẽ test trên con này cho các bạn nha. Thì kênh Hoàng Đi Tết của mình chủ yếu là test game và test 3 game chính là liên quân, búp, mobi cũng như là Free Fire. Ok, trước khi test game đó là phần giới thiệu bình thường quen thuộc. Con Samsung A30 này thì sử dụng màn hình giọt nước 6.4 inch nha, kính cường lực Gorilla 3, công nghệ màn hình Super AMOLED Full HD cộng. Thì con này hiện tại nó được dán một miếng dán chống chày ở đây nha các bạn, một miếng dán chống chày đây rồi. Con này chạy hệ điều hành Android 9.0, được hỗ trợ bởi chip Exynos 7904 8 nhân các bạn, 7904 8 nhân, 64 bit, tốc độ 1.8, đồ họa Mali G71 MB2, RAM 4GB bộ nhớ 64GB. Con này là con phiên bản RAM 4GB bộ nhớ 64GB nha. Hiện tại A30 còn một phiên bản là RAM 3GB bộ nhớ 32GB, có khe ở trở thành nhớ 512GB. Thiết kế nguyên khối bằng nhựa. Con này thì dài 7.7mm và trọng lượng là 165g. Con này rất là mỏng luôn, mà theo như mình thấy những dòng sản phẩm Samsung thì thiết kế rất là mỏng, 7.7mm thôi, cũng khá là nhẹ, 165g. Pin thì 4000, giá hiện tại của con này trên thị trường là 5.790.000 cho Samsung Galaxy A30. Ok, hôm nay mình sẽ test Free Fire con này cho các bạn nha. Free Fire mình thì chơi game không hay, mình được cái hay chơi game. Mình biết là có một số bạn nói là game Free Fire thì máy cùi chơi cũng được, nhưng mà kênh của mình là test game mà, nên mình sẽ test trên tất cả dòng sản phẩm cũng như là game Free Fire, búp cũng như liên quân. Để anh em nào thích chơi game nào thì có thể tham khảo dòng sản phẩm đó để mình mua về mình chơi game. Tưng 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 nưng 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 quá đi. Với tầm RAM 4GB này anh em có thể tham khảo thêm dòng VS Max Lite, Vivo V15, Oppo A7, Samsung A50, A50s. Con này chạy Exynos 7904. Mắt setting một cái coi tình hình thì sao nha. Ok, cho chiến thôi nào. Sinh nhật lần thứ 2 Free Fire. Sinh nhật thì lâu quá ta. Gì vậy? Chạy rồi còn chạy lại nữa. Leo núi. Con này cầm rất là nhẹ các bạn. Nói chung là chơi trên con này nói về cảm giác thì cầm máy nhẹ nhàng, cứng cáp. Chưa thằng nào nhảy. Ê, quá nhảy đông vậy. Mấy thằng quỷ này.
Free Fire thì nó đầu tư cho nhân vật chơi game được đi giày cũng như là quần áo. Mình lái qua đây một chút xíu, khu vực này rất là nguy hiểm, rất là đông người. Rồi bắn sấp mặt chưa gì chết cái các bạn chữ mình. Mình thấy bên kia có một thằng. Thằng ở bên kia rồi. Đu gì đi. Đu gì đi. Vậy. Chạy lẹ đi kiếm súng thôi, con mũ bắn tách quần. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Thì khách này là nguy hiểm nhất đây các bạn ơi. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bị bắn một cách dã man. Thì có nhà rồi, một ngôi nhà hoang. Một ngôi nhà hoang, có gì đây không đây? Hên quá, có một khẩu súng. Trời ơi. Có em miner ở trong đây không? Không có em nào. Cho một chiếc bơm. Địa vị trí rồi có thằng nào không? Tỉa nó, có đồ chơi mình tỉa nó. Thấy khẩu súng ngon. Ủa đâu phải súng đâu. À súng luôn hả? Mình nhìn mình tưởng cái chày. Ê, con nào đây không? Yeah, súng ngon. Đội khẩu này chơi cho nó sướng. Tiếng chạy cũng thấy đau tim nữa trời. Không thấy ai ta. À thấy rồi. Đâu rồi? Yeah. Bắt súng bắn gì mà thế nản chứ. Súng yếu quá trời quá đất. Trời ơi bà nội cha ơi, mấy cái súng này tôi muốn bắn nạn ghê chứ. Không có một chút sinh lực nào hết. Đứng thì mình canh. Bắt cái thằng đó nó chết mà tại sao không biết tại sao nó chết. Súng này uy lực này. Mình đang chơi Free Fire trên A30 các bạn. Exynos 7904 nha. RAM 4GB và nhớ 64GB. Pin 4000, màn hình giọt nước 64 inch. Trời ông nội cha này cũng gì đâu mà chảo không trời. Ủa nó bị cái gì ta? Nhảy lên coi. Hey. 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 Hey.
lên. Súng này yếu quá trời đất ơi. Ê, con này có ngon không? Súng này uy lực hơn. Không thấy ai hết vậy ta. Má kiếm cái áo giáp mặc thôi. Lát rủ bắn tét vú. Cầu được ước thấy. Mẹ. Ủa lấy cái chạo chi vậy? Ông nội cha này thiệt. Cầm cái chạo đi cũng chắc đói chiên thịt thôi. Nguy hiểm. Tất cả mọi thứ đang rình rập xung quanh. Cảnh giác với bọn trẻ. Con này thì nó chơi là, nói chung là chơi Free Fire là quá ngon nha các bạn. Không có gì phải bàn cãi hết. Quan trọng là người chơi có hay hay không thôi. Mới có một cuộc chi xét ở đây. Đấy. Đập đạn vô. Không biết cây nào ngon thôi. Súng thì nhiều, không biết súng nào ngon thôi. Chắc phải xài súng của mình cho nó lâu. Đó, ngon lành cành đào. Yeah. Ê, nghe âm thanh đâu đây ta? Nghe tành tành cho tành đâu đây? Ôi. Ê, gì? Súng bắn thì yếu dữ trời. Súng đúng yếu luôn á. Nguy hiểm luôn, rình rập quanh ta. Không biết nằm đâu luôn một lần trời. Phải gì chứ. Khu vực nguy hiểm. Axia. Màu đỏ là nguy hiểm hả? Ngu gì chạy vô màu đỏ. Đương nhiên là không chạy vô rồi. Còn 13 tên. Hiện tại thì không thấy tên nào hết. À ha, có một tên dưới đây. Này là gì đây? Ăn sandwich hả? Chị kỳ á. Bắn có cái thôi chích queo rồi. Giận hết sức. Thì ra cái radar nó sẽ quét đi đâu là sẽ biết ai ở đó. À ha, nay mình lại có thêm một kinh nghiệm rồi. Mọi người.
nó bên đây nè. Mắt không có thời gian mở radar coi luôn. Phát hiện được một tên rồi. Xuống đây mình chặt đầu nó. Đâu rồi? Thấy khu vực nguy hiểm. Cái gì vậy? Bắn con cái chết queo rồi. Hú nghe ghê quá trời. Không thấy ai hết. Đi đâu hết rồi? Đồng xanh lúa thì rào bơ cát trắng. Cổng trời. Mình đang bị lạc trôi rồi. Ê, gì đây? Trời, hàng nào nó nấu ăn nhít ở đây vậy? Ai, nằm ngủ xíu ơi. Ủa, ở đâu à? Ê, đâu rồi? Đông quá. Ủa, nó bắn tùm lum le hết. Thịt dám bỏ chạy. Bị thương nặng quá rồi. Có một tên ở trên đây. Bắn mình xong nó bỏ chạy láo thì chứ. Mày hả bưởi. Một tên đã bị hạ sát. Năm tên. Đứng đây có mất máu không? Nghe đồn mà đứng ở đây không mất máu nè. Thu thập hoang thính nè. Ngắm bụi cây. À, được. Ồ, rồi mình muốn bắn nó là sao ta? Không thấy có mũi tên đâu, sao biết bắn ta? Chết mẹ rồi. Ủa, bỏ cái bụi cây sao ta? À, đây rồi, cái ống ngắm đây rồi. Trời thiệt.
chị thương thôi, ghê quá. Má cao thủ như mây. Còn 3 tên. Ai già. Một tên núp đâu đây nè. Ai thấy rồi, thấy rồi. Chạy đi cửa. Chạy đây con. Luôn. Bắn hết đạn luôn mà nó không chết trời. Tuổi gì? Còn một đứa đâu rồi? Chim cưng. Chơi gà mà bắn được mấy đứa này thì mình cũng cảm thấy vui nha các bạn. Và niềm vui cuối cùng của mình là mình test con này cho các bạn chơi. Ok. Ngon. Ơi ơi. Đâu rồi? Ái da. Ok, win rồi. Yeah. Ok các bạn, mình vừa test Free Fire trên con Samsung Galaxy A30 RAM 4GB và nhớ 64GB trên chiếc Exynos 7904 8x64 bit nha, RAM 4GB nhớ 64GB. Màn hình giọt nước 6.4 inch, công nghệ màn hình Super AMOLED Full HD cộng nha, pin 4000. Thì nãy giờ mình chơi khoảng 20 phút thì con này nói chung là máy không nóng nha. Ok, máy không nóng luôn. Cảm ơn các bạn coi video của mình nha. Mình vừa test Free Fire trên A30 thì quá là ngon rồi. Giá con này là 5.790.000. Nếu các bạn cảm thấy hay thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn không ai cứ comment cho mình sẽ tiếp thu kiến thức kinh nghiệm. Ok, win rồi nha. Nha, ok, win win. Số 1/49. Yeah, yeah, yeah. Tại vì các bạn.